Phi Đồng xin kính chào các bạn. Thì từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì tôi thấy những cái tờ báo đảng bên Việt Nam người ta đăng một cái tin liên quan đến công ty VinFast, đó là người ta đăng một cái tiêu đề rất là coi như là dễ hiểu lầm các bạn. Tôi lướt lướt qua cho tôi cũng không có đọc những cái bản tin này, tại vì tôi biết là người ta lươn lẹo những cái chuyện lắm. Tôi biết cái kiểu bên Việt Cộng nó như vậy. Đặc khác người ta đăng cái tin là cái tiểu bang Bắc Carolina là có một cái khoản gọi là tài trợ khủng tới 1,2 tỷ đô la cho công ty VinFast để xây dựng nhà máy. Đọc cái tiêu đề nó vô thì gần như ai cũng nghĩ cái tiểu bang North Carolina nó ưu đãi VinFast ghê nha. Tại vì VinFast là công ty tốt, công ty Việt Nam mà rất là mạnh, Phạm Nhật Vượng là một tỷ phú, tập đoàn VinGroup rất là to, VinFast xe tốt lắm, hay lắm, cho nên cái tiểu bang North Carolina này người ta o bế, người ta đầu tư, người ta cho tới 1,2 tỷ đô la để xây dựng nhà máy. Đọc như vậy đó, trời là trời. Cho nên tôi thấy các YouTuber ở Việt Nam, tôi cũng biết là các YouTuber hải ngoại có nói không nữa, biết mà YouTuber Việt Nam họ nói như vậy đó. Nhưng mà đúng như vậy các bạn, nếu mà trường hợp đọc cái tờ báo Việt Nam mà tôi lướt lướt qua cái tờ báo Thanh Niên như vậy, người ta đưa một cái tiêu đề mà rất rất là dễ người đọc hiểu lầm rằng là cái tiểu bang North Carolina đưa thẳng 1,2 tỷ đô la cho VinFast để xây dựng nhà máy. Ý nói là VinFast ngon lắm, cho nên là công ty North Carolina, cái chỗ mà tiểu bang North Carolina người ta ưu ái tới cái mức như vậy. Người ta nói như vậy đó, cho nên dễ bị hiểu lầm lắm. Nhưng mà trong ruột á, tôi thấy tờ báo trong ruột ở cái tờ báo Thanh Niên thì người ta viết cũng khá chi tiết. Nhưng mà nếu mà ai đọc kỹ mà thiệt mà kỹ nha, nếu mà nghiêng ngẫm thì mới hiểu được một cái khoản gọi là bên tờ báo Thanh Niên người ta gọi là một cái khoản tài trợ khủng. Nếu đọc kỹ thì mới hiểu như vậy. Và những cái người mà đã nói chung có am hiểu chút ít về một cái từ gọi là incentive package thì mới có thể hiểu được cái bài báo đó nói như thế nào. Nếu trường hợp mà các bạn nào ở Việt Nam nhưng mà đã từng làm bộ phận sale hoặc là marketing của một cái công ty của Mỹ hay là của châu Âu chẳng hạn, châu Âu, nhất là những cái nước nói tiếng Anh, thì người ta hay dùng cái từ gì, incentive package, tức là một cái khoản package, tức là một cái khoản đó. Incentive là giống như một cái khoản, incentive là gọi là ưu đãi đấy nhé. Tôi ví dụ thế này nha, để các bạn hiểu này. Ví dụ như là mình bán hàng đấy nha. Ví dụ như tôi bán một cái lô hàng A nào đó, trị giá cái lô hàng đó là 100 ngàn. Tôi ví dụ như vậy. Thì nếu mà khách hàng mua thêm lô nữa thì tôi có cái gọi, tôi gọi là incentive 2%. Tôi ví dụ. Thì có nghĩa là người ta mua một lô hàng này 100 triệu rồi, nếu anh mua thêm một lô hàng y thế này nữa thì tôi sẽ có cái ưu đãi của anh là giảm 2%. Có khi người ta dùng gọi là incentive 2%, nhưng mà có khi người ta dùng gọi là discount 2%, đó là bán hàng nha. Còn rơi vào cái trong trường hợp như của VinFast á, thì người ta phải dùng incentive chứ người ta không thể nói là discount được. Tại vì sao? Tại vì VinFast á là nhà đầu tư tới cái tiểu bang North Carolina, tới cái chỗ gọi là cái chỗ Chatham County đó, lát nữa tôi đọc các bạn nghe. Thì bây giờ tại sao người ta đưa ra một cái incentive package, tức là đưa ra một cái khoản gọi là ưu đãi. Khoản ưu đãi này không có nghĩa rằng là người ta đưa tiền để xây dựng nhà máy, mà người ta đưa khoản ưu đãi gì? Tức là người ta nói tất cả là 1,2 tỷ nha, trong đó có một khoản là chừng này triệu á, thì làm gì? Để mà phát triển gọi là cái công việc để phát triển công việc trong vòng 32 năm. Rồi người ta đưa khoản gì nữa? Người ta đưa ra khoản một cái khoản package, tức là một cái khoản tiền để mà đầu tư về cơ sở hạ tầng hệ thống nước đó chứ hắn. Rồi người ta có một khoản ưu đãi rồi chỗ này chỗ kia đã khá như vậy, chứ không phải là người ta cầm tỷ hai mà đưa cho VinFast để mà xây nhà máy, không phải. Mà các bạn biết là cái khu công nghiệp đó cũng là một cái đơn vị kinh doanh, thì cũng giống như những cái khu công nghiệp ở Việt Nam vậy các bạn. Khu công nghiệp là một đơn vị kinh doanh, thì họ gì, họ muốn lôi kéo những cái nhà đầu tư tới đặt cái nhà máy tại khu công nghiệp của họ, thì họ thì có những cái chính sách gọi là ưu đãi, mà trong tiếng Anh tôi nói các bạn, người ta dùng cái từ gì, gọi là incentive package, là cái ý nghĩa như vậy các bạn. Bây giờ này, bây giờ người ta thấy
là công ty VinFast đó, đã ký một cái biên bản ghi nhớ mà ghi từ hồi năm ngoái đến giờ, mà ghi đến bây giờ vẫn chưa thực hiện, đã hơn 6 tháng rồi. Bây giờ người ta thấy lâu quá cho nên người ta mới offer, tức là người ta đưa ra những cái khoản gọi là ưu đãi để làm gì? Để làm gì? Để kêu gọi VinFast xây dựng nhà máy lại lẹ lên, tôi có những cái ưu đãi cho ông nè. Đó là cái công tác marketing của họ các bạn. Người ta muốn lôi kéo nhiều nhà đầu tư tới khu công nghiệp người ta sợ VinFast á là bỏ chạy đi chỗ khác. Tại vì chỉ là mới ký biên bản ghi nhớ thôi, ghi nhớ vài bữa quên là cái chuyện bình thường. Cho nên cái tiểu bang North Carolina là người ta đưa ra những cái chính sách mà người ta gọi là incentive package. Có thể là đối với công ty VinFast là thế này, mà có thể đối với công ty khác là thế kia. Coi như là mỗi cái đặc thù công ty là có thể người ta đưa ra một cái incentive package, tức là một cái khoản ưu đãi. Nó khác nhau để làm gì, mục đích là gì? Để người ta kêu gọi nhà đầu tư đến, và những nhà đầu tư nào mà đã đến rồi mà đang còn ghi nhớ, mới ghi nhớ thôi, như như VinFast chẳng hạn, người ta sợ VinFast bỏ chạy đi, người ta níu chân lại, này 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 ông ở đây nha, tôi có những cái khoản này khoản này khoản này khoản này, này này, tổng cộng lại là 1,2 tỷ. 1,2 tỷ này là người ta đầu tư cái này cái kia nọ, chứ không phải là người ta đưa 1,2 tỷ cho VinFast để xây nhà máy. Phải hiểu rõ như vậy nè, ở Việt Nam người ta hiểu kỳ cục thiệt. Bây giờ này, tôi mở cái điện thoại ra, tôi đọc, tôi dịch cái tin. À, cái tin như là lúc nãy tôi nói các bạn á, mà bên Việt Nam người ta nói á, là cái khoản ưu đãi khủng cho VinFast mà làm cho người nhiều người Việt Nam hiểu á, là coi như cái tiểu bang này cầm tỷ hai đưa cho đi cho vượng Vin để xây nhà máy. Không phải nha, riêng cái tin này nha là tôi đọc bằng tiếng Anh, chứ tôi không có đọc báo đảng viết xạo lắm. Đâu có đảng viết xạo, tôi đọc bằng tiếng Anh, mà có rất nhiều tờ báo tiếng Anh viết cái khoản này, tại vì cái chuyện này nó rất bình thường đó. Cái khu công nghiệp này là một cái nhà đầu tư, là người ta như tôi nói các bạn, người ta có chính sách, người ta níu chân khách hàng, là khách hàng đây là VinFast, khách hàng đây là nhiều những cái hãng khác nữa, chỉ vậy thôi. Bây giờ các bạn đừng có tắt màn hình nha, tôi đọc cái tin bằng tiếng Anh rồi tôi dịch thoáng ra để tôi chia sẻ các bạn nha. trời ơi, gây dễ hiểu lầm hay báo đạo lắm. Chờ tôi chút nè, tôi mở điện thoại. Ok, đây các bạn. Cái tờ báo này gọi là cái gì đây, carcom.com gì đây. Trong rất nhiều cái tờ báo tiếng Anh nó đăng giống y chang nhau à. Bây giờ tôi thích tạ tạm cái tờ báo này để tôi có thể cung cấp thông tin cho các bạn hiểu thêm về cái khoản gọi là tài trợ nha. Đây các bạn, the history incentive package consists of chừng này nha, tức là một cái khoản nha, một cái khoản ưu đãi, thì mình cứ tạm dịch vào đây incentive, cái khoản ưu đãi trong lịch sử bao gồm này là 316 triệu đô la, để mà làm gì, để mà gọi là job development investment, để mà tạo nên một cái đầu tư phát triển công việc mà trong vòng tới 32 năm. Đó là một khoản nha. Khoản thứ hai này là 450 triệu đô la từ cái tiểu bang để mà thực hiện chuẩn bị và nâng cấp đường xá, gọi là road improvement, nâng cấp đường xá và cái hệ thống cơ sở hạ tầng về nước nha. Rồi gì nữa, 400 triệu đô la một cái khoản gọi là ưu đãi từ cái Chatham County, là cái nơi mà VinFast đặt nhà máy đó. Rồi gì nữa, 50 triệu đô la từ một nơi gọi là Golden Leaf Foundation Grant, tức là từ một cái foundation, cái tổ chức Golden Leaf như này, một cái khoản tài trợ như vậy. Và 38 triệu đô la là in community college training, tức là đào tạo trong một cái trường cao đẳng trong cái cộng đồng. Rồi sau đó là cái ông Governor có cái tên là Roy Cooper. Governor tiếng Việt mình có thể dịch hiểu là thị trưởng, không phải thị trưởng cái gì đó. Governor là người đứng đầu trong một cái tiểu bang đó. Governor tức là người đứng đầu trong một tiểu bang đó. Tôi không biết tiếng Việt là gì. Cái ông tên là Roy Cooper có một cái bản gọi là tường trình thế này. Tôi tạm dịch thế này nha. Bắc Carolina là một đối tác với VinFast. Là cái đơn vị mà mang lại những cái năng lượng tốt và sạch, tạo cái công ăn việc làm cho cái tiểu bang North Carolina, là một phần quan trọng
cho đến hôm nay với cái bản ký, với cái bản cam kết, với bản ký kết với một cái hãng xe điện, một cái khoản tiền như vậy, là VinFast sẽ là sản xuất xe tại gọi là Chatham County, tại cái nơi tên là Chatham các bạn. Ok, thì nó chỉ nói như vậy thôi, để mà là tại vì cái nơi này người ta cũng là cần những cái hãng thế này để mà gọi là reduce greenhouse gas emission, tức là giảm giảm cái hiệu ứng nhà kính. Và đây không phải là cái khoản tiền mà chính phủ North Carolina cầm tỷ hai đưa cho vượng viên xây nhà máy, không phải. Như vậy các bạn thấy là người ta đưa ra cái gọi là incentive package, mà tiếng Việt tôi cũng biết dịch ra như thế nào cho nó thoáng, mình có thể gọi là một cái khoản ưu đãi cho những khách hàng tiềm năng để mà giữ chân người ta lại. Nó chỉ vậy thôi. Để làm gì các bạn? Để VinFast phải nhớ đừng có quên cái biên bản ghi nhớ để người ta sợ quên. Và người ta muốn thúc VinFast á, ông ơi ông lại ông xây dựng nhà máy đi, tôi đang ưu đãi ông đó. Mà ưu đãi này là khi xây dựng nhà máy rồi mới thực hiện. Ví dụ cái khoản đầu tiên các bạn thấy không, tới trong vòng 35 năm lận, cái đâu phải là mà người ta đã phải đưa tiền, người ta đào tạo công việc, người ta, các bạn thấy khoảng sau nữa gọi là gì, gọi là employee college training, tức là đào tạo nhân viên. Và tất cả những cái khoản mà xây dựng cơ sở hạ tầng ấy, cái đâu có đưa tiền đâu, làm họ là khu công nghiệp cho nên họ phải là improve cơ sở hạ tầng, cái chuyện bình thường thôi. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt thế này là VinFast á, là một trong những cái công ty xe điện đầu tiên mà tới cái tiểu bang North Carolina để mà đặt nhà máy. Người ta quý là quý cái chỗ đó. Còn ngoài ra cái khu công nghiệp này có rất rất nhiều nhà máy và các cái loại hình khác nữa. Và một điều tôi muốn nói với các bạn nữa, cái khu công nghiệp này là một nhà kinh doanh, họ phải làm marketing. Cho nên đối với VinFast thì người ta có một cái offer như vậy, một cái offer tức là một cái giới thiệu như vậy ha, một cái ưu đãi như vậy, đặc khá như vậy. Nhưng mà đối với những cái công ty khác, người ta không có một cái offer khác, người ta có một cái khoản ưu đãi khác. Cái chỗ nào người ta viết hay hết đó, vì khách hàng, VinFast là khách hàng của họ, hoặc là những cái công ty nhà máy khác là khách hàng của họ, cho nên họ nói những cái từ ngữ mà rất là friendly, rất là tình cảm để làm gì, để người ta thu đầu tư, không có gì hết á. Chứ không có cái chuyện là coi như là người ta cầm tỷ hai đưa cho VinFast, không bao giờ có cái chuyện đó. Mục đích là gì? Người ta kêu VinFast xây dựng nhà máy lại lẹ lên, xây dựng lại lẹ lên, mà ông ký hợp đồng, ông ký biên bản ghi nhớ, ông nhớ mãi, tôi sợ ông quên quá cho nên ông ký lại lẹ lên, ông thực hiện lại lẹ lên, ông xây dựng nhà máy lại lẹ lên để mà ông được những cái khoản. Nhưng mà như mà tôi vừa trình bày các bạn, chứ không phải cầm thì hai đưa, tôi nhắc lại các bạn như vậy. cho nên ở bên Việt Nam nó bá đạo, nhất là công ty VinFast này nó ma giáo lắm, chỉ cần một cái tin gì lên thôi, nó chế lại liền. Nó chế lại, nó viết một cái tiêu đề gần như giống cái này, người ta chế lại đêm gì để làm như là cái tiểu bang North Carolina, người ta o bế VinFast lắm, người ta đưa tiền đưa bạc để mà xây, để làm gì nữa, để mà quảng bá ở Việt Nam nè như VinFast, như qua Mỹ, như Mỹ còn ưu ái như vậy đó. Ô, trời ơi trời, nhà máy 4 tỷ mà coi như là Mỹ cho 1 tỷ 2 rồi đó, vài bữa cho nữa tôi đổ 4 tỷ khỏi còn bỏ tiền đó luôn. VinFast này ngon lắm, mua xe đi. Mỹ còn đánh giá xem VinFast tốt như vậy, hay như vậy họ mới cho, như Việt Nam, huống chi Việt Nam, mua đi nha, VinFast hay lắm. Đại khái như vậy các bạn, người ta lợi dụng cái tin này, người ta bẻ, người ta bóp méo để mà người ta đi lừa người Việt Nam, lừa người tiêu dùng Việt Nam. Cho nên riêng cái video mà tôi trình bày các bạn này là tôi không có đọc báo Thanh Niên, tại vì nó nói xạo, nó bẻ chữ, nó láo. Cho nên tôi phải đọc báo trực tiếp. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Bye bye. Thank you.